Xin chào, chúng tôi là Derek Connor. Các anh chị thân mến, như tất cả các anh chị cũng biết thì chương trình quét app nhanh tay nhận ngay quà tặng đã kết thúc vào ngày 28 tháng 2 vừa qua với rất là nhiều những giải thưởng mà Derek Việt Nam dành tặng cho các khách hàng của mình là các anh chị em đại lý trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và ngày hôm nay tại Derek miền Nam, chúng tôi rất là vui khi được gặp gỡ và chúc mừng cho anh Sơn Hiếu là người may mắn nhất và nhận được nhiều sự ghen tị nhất của tất cả các anh em CCTV trên toàn quốc khi anh Hiếu là người nhận được chiếc SH125 giải thưởng cao nhất của chương trình Quét App Nhanh Tay nhận ngay quà tặng. Đầu tiên thì em xin được thay mặt cho công ty DS Việt Nam xin được chúc mừng anh. Anh quả thật rất là may mắn và chắc là anh em mình sẽ cùng nhau giao lưu một chút xíu anh ha. Chào Hạnh Nguyên, chào tất cả anh em CCTV. Và hôm nay mình rất là vui sướng khi có mặt tại DSS miền Nam để nhận cái giải thưởng đặc biệt, mà giải thưởng quý hiếm nhất này. Anh Sơn Hiếu thân mến, hãy nói cho mọi người biết là anh đã sử dụng app DSS Club này được bao lâu rồi ạ? Anh sử dụng cái app này từ khi mà cái chương trình phát động lên thì anh có lấy cái lô hàng camera đó. Thì trong đó thì anh có thấy một tờ rơi, thì hướng dẫn cài đặt app và những cái chương trình đó thì anh thấy cũng rất là hấp dẫn, và sau đó anh cũng thử coi như thế nào, với mục đích là chủ yếu lấy điểm là trên hết. Vậy thì hãy chia sẻ là cảm xúc của anh ngày hôm nay như thế nào khi mà anh đến với DS miền Nam và anh nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình Web App Nhanh Tay nhận ngay quà tặng, đó là chiếc SH125. Nói chung cảm xúc đầu tiên của anh thì khi nhận được giải này cũng rất là vui sướng, nhưng mà cái lớn nhất á, cái mong muốn lớn nhất của anh á là cái giải thưởng này nó sẽ thúc đẩy cho anh có một cái tinh thần thêm để trong cái thời gian tới anh sẽ làm kinh doanh lĩnh vực này nó lớn mạnh thêm tí, và đồng thời là mình sẽ chú trọng cái thương hiệu Đa Hua nhiều hơn, vì trong thời gian rồi anh làm mặt hàng này cũng tương đối rất là ổn định với thị trường, do đó trong tương lai tới anh sẽ mở rộng thêm cái lĩnh vực này. Đó cũng là niềm mong muốn của em. Anh thân mến, trong thời gian tới thì DS Việt Nam sẽ còn công bố một chương trình nữa đặc biệt rất là hấp dẫn dành cho những người sử dụng app DS Club. Thì em không biết là anh Hiếu có sẵn sàng để tham dự và tiếp tục chờ đón sự may mắn của mình không ạ? Chắc chắn là anh sẽ tiếp tục tham gia, vì đây là cái duyên của anh mà. Anh đến với DS Việt Nam với một cái duyên, thì cái duyên này sẽ gắn bó lâu dài. Một lần nữa em xin được thay mặt cho công ty gửi lời chúc mừng đến anh và hy vọng rằng anh vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ app DS Club. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã trong thời gian vừa qua đã cùng đồng hành với chúng tôi, và hy vọng sắp tới các anh chị sẽ luôn ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng các chương trình hấp dẫn sắp tới. Chúc các anh chị gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.